Alo, chào các bạn, chúng ta đến với cái video tiếp theo. Ở cái phần trước thì các bạn đã được mình giới thiệu về cái việc của chúng ta làm một cái mặt bằng đúng không? Một video về cái mặt bằng này. Các cái phần chú ý trong phần mặt bằng và về cái phần mặt đứng này thì có các cái phần chú ý như thế nào, tìm kích thước như thế nào. Thì ở cái phần video tiếp theo này thì mình có ý định là sẽ làm luôn cái phần mặt cắt cho các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ triển khai cái phần mặt cắt của công trình này như thế nào, vẽ các cái phần thang như nào, dầm tính ra làm sao, đấy các phần mặt cắt như này. Nhưng mà mình muốn là mình làm một cái chi tiết hơn cho cái phần mặt đứng này, cho nên là mình có chuẩn bị một cái phần công trình dạng như này để các bạn hình dung ra cái cách mà chúng ta có thể triển khai một cái phần mặt đứng để nó được chi tiết và ngon lành. Đó. Thì trong cái phần video này thì mình sẽ bắt đầu ở cái công việc là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái triển khai phần mặt đứng này. Thế giả sử như mình có một cái phần mặt đứng mà mình đã triển khai thành như này rồi, đây vẽ thành như này. Có thể là các bạn là người triển khai hoặc là các bạn chỉ là người nhận được cái phần bản vẽ này từ một cái phần nhóm hoặc là một cái đồng chí nào đó làm phương án kiến trúc rồi. Đó thì các bạn sẽ là người triển khai. Thì trước tiên thì các bạn sẽ phải đưa nó vào một cái phần khung bản vẽ như thế này. Về cái tỷ lệ ấy, thì các bạn sẽ phải biết cái cách làm tỷ lệ. Ở đây thì mình đang làm cách làm tỷ lệ là trên model. Đó thì cách làm tỷ lệ này thì có một khóa tỷ lệ riêng rồi, mình sẽ không nhắc nữa bởi vì sẽ làm mất thời gian của chúng ta. Thì khi mà mình bắt đầu sắm một cái phần tỷ lệ như này rồi thì mình bắt đầu trình bày một cái phần khung như này. Thì trước tiên mình sẽ đưa nó vào một cái phần khung như này. Đấy, một cái phần khung như này. Sau đó thì mình đưa các phần trục chuẩn xác vào cho đúng cái phần mặt đứng này. Và tiếp theo là các cái phần lưới của cái phần cốt cao độ. Đấy, các bạn phải đưa hết toàn bộ các cái phần này vào. Đó, cốt cao độ. Những cái này thì rất là dễ dàng thôi, mình sẽ không hướng dẫn nữa. Đó, thì cho cốt cao độ vào, chiều cao bao nhiêu thì các bạn phải cho vào. Đó. Bây giờ đến cái phần đim. Đim thì các bạn sẽ phải đim toàn bộ các cái phần nào có ở đây, đúng không? Cái này là đang sai này. Đấy, cái phần này đang phải chưa sửa này. Đó, thì nó đang bị lệch so với cái phần mặt đứng đấy, thì các bạn phải để ý, rất để ý những cái phần này. Khi mà chúng ta chỉnh sửa phương án là chúng ta đã phải để ý những cái phần này rồi đấy. Giả sử như cái phần này của mình xem nào, từ đây đến đây đúng không, đưa vào đang là 140 thì ở trong cái này của mình cũng phải, trong này đã chỉnh lại rồi nhưng mà cái phần ngoài kia thì lại chưa chỉnh, thì mình xem lại cái phần này. Đó, không hiểu tại sao vậy, là cái phần này đang bị lỗi. Cái này là một cái cột khác. Không sao, cái này nó liên quan đến cái phần chi tiết của các bạn thôi. Đây mình không chỉnh nữa đi. Cứ coi như là chúng ta đang có một cái phần mặt đứng nó đúng. Đó, thì các bạn sẽ phải đim tất cả các cái phần thứ nhất là cốt cao độ vào đúng không? Theo cái phần trục này thì các bạn có cốt cao độ ở bên này rồi. Đim từng tầng một. Đó, sau đó đim cái tầng phần tổng chiều cao này. Các phần này, bây giờ cái chi tiết mà các bạn muốn cắt ra ấy, thứ nhất là các cái phần ban công này thì nó liên quan đến ban công rồi nhá. Đó, cái ban công này thì các bạn đã liên quan đến chi tiết ban công rồi. Hai cái hoa văn trên mặt đứng này này, các bạn nhìn thấy chưa? Hoa trên mặt đứng là cái này là các bạn phải trích chi tiết ra và các bạn làm cái dạng lưới để các bạn có thể thể hiện được nó là có cái chiều dài chiều rộng như thế nào và các cái phần lưới đan để người ta có thể thi công được một cái phần hoa văn như thế này. Thì hoa văn này thì đa số là người ta sẽ đặt sẵn thôi, người ta không không đắp đâu. Bây giờ cái việc đắp nó rất là khó khăn. Đấy, cái việc chọn thợ để đắp được một cái phần hoa văn như thế này rất là khó. Cho nên là cái việc mà chúng ta đặt một cái phần đúc sẵn ở dưới rồi chúng ta gắn lên thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Tất cả các phần hoa văn này đều như vậy. Thì đây các bạn phải trích ra cái phần đó. Thứ nhất là cái hoa văn này. Đây cho mình có hoa văn 1 đây đúng không? Hoa văn 2 này. Cái chi tiết, các cái chi tiết mà các bạn muốn đưa ra thì đầu cột, chi tiết đầu cột các cái vị trí này là các bạn phải đưa ra. Chi tiết 1 này. Đấy. Thì đây chỉ có một chi tiết 1 thôi. Đây chi tiết 3. Chi tiết 3 của thằng này. Còn một cái chi tiết 2 nữa thì nó là của một cái phần cửa sổ này. Làm cái phần cửa sổ này, đây, là một cái phần cửa sổ này đưa ra để các bạn có thể hình dung được là khoảng cách cái phần cửa sổ này như thế nào. Bởi vì nếu mà các bạn sử dụng cái tỷ lệ này mà các bạn đi ở trên cái phần mặt đứng này, các bạn nhìn thấy không? Chữ rất là to, to so với cái tỷ lệ, nghĩa là hai tỷ lệ của hai thằng này nó đang không hợp lý lắm. Thì khi các bạn đi vào đây thì nó rất là rối, nó che hết các phần chi tiết của các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ phải trích ra một cái phần chi tiết này để chúng ta làm. Thì khi một cái với cái một cái tỷ lệ lớn như thế này ấy, thì cái chữ đim của bạn nó rất là nhỏ so với một cái phần này. Thế cho nên là các bạn sẽ thể hiện được nó rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ đến từng cái phần chi tiết một xem là chúng ta có cái gì nhá.
Nhất là cái chi tiết 1 này, là chi tiết cột này. Thì mình sẽ tìm cái chi tiết cột ở đây, xem có hay không. Chi tiết cột. Đây. Thì chi tiết đầu cột, đây là do là cái việc mà chúng ta sửa đổi phương án, cho nên cái phần này là mình chưa chắc chắn là sử dụng, cho nên là mình đã gạch đi như này. Đấy. Thì chi tiết cột các bạn làm như này, thì các bạn có các cái phần chi tiết mặt bằng một đứng một bên. Đấy. Thì cái này các bạn lấy luôn từ cái các cái phần nguồn của cái thằng mặt đứng này. Các bạn trích ra như nào? Đây thì giả sử như mình lấy này. Đấy nhá, các bạn hình dung này. Copy như này, đưa ra là các bạn đã được một cái phần như này. Bây giờ các bạn sẽ chim tất cả các thằng xung quanh đi. Các bạn có thể sử dụng lệnh extreme này, chọn đối tượng, đưa vào. Đấy thì các cái phần râu ria các bạn có thể xóa đi. Đấy thì các bạn được một cái chi tiết như này, đúng không? Được một cái chi tiết như này rồi. Đấy, như thế này thì các bạn cho vào khung thôi. Một cái, thứ hai là cái mặt bên. Mặt bên thì đúng vị trí đấy các bạn cũng lấy chi tiết tương tự. Đây mặt bên của nó là cái mặt này. Đấy, mặt bên của nó mặt này. Thì các bạn cũng phải lấy chi tiết ngon lành cho nó, giả sử như ở đây. Đấy. Thì đây nó cũng là chi tiết 1, nó thuộc chi tiết 1 đúng không? Thì các bạn cũng lấy như vậy. Các bạn copy như này, các bạn đưa ra. Đó, sử dụng lại lệnh extreme như lúc nãy mình làm. Rất là nhanh thôi. Đấy, thì các bạn có một cái phần chi tiết như này, đưa nó xuống, bắn đúng vào cái phần trục này. Đúng không? Đấy, phần trục này gióng sang đúng chuẩn của nó luôn. Đấy. Thì các bạn hai được hai chi tiết như này. Ok chưa? Bây giờ đến cái phần chi tiết, các phần chi tiết khác, chi tiết này thì liên quan đến chi tiết của cái phần cột phía dưới này. Đấy, thằng này đã x ra để chỉnh rồi này, chuẩn chỉ rồi. Đấy, thằng này cũng thế, thằng này bên cạnh. Thì các bạn có thể thấy được rằng là ở đây là cái chi tiết đây không ghi chú, như thế này là thiếu nhá. Đấy thì đây là cái chi tiết mà chúng ta đang đang thực hiện này. Đấy, nó nằm ở đây. Một cái này đúng không? Và một cái góc bên này. Đấy là hai cái chi tiết. Góc bên này xem có đúng không? Đây góc bên này thì đúng hơn. Đấy, chi tiết này thì đúng hơn. Đây thì các bạn có hai cái chi tiết này. Một là thằng này, hàng này là cùng một chi tiết thì các bạn đang thể hiện nó ở phần này. Đó. Việc đim thì nó không có gì là khó cả, các bạn đim tất cả các phần kích thước vào để người ta có thể hình dung thi công được. Đó, cái việc này thì các bạn có thể tham khảo ngay được trên một cái bản vẽ mẫu mà các bạn có thể tải được trên mạng thì các bạn hiểu ngay được cái phần đó. Thì cái phần đim này các bạn càng đim chi tiết thì càng tốt. Đấy nhá, nếu mà zoom dít quá thì các bạn kéo nó ra thành các nhiều lớp để cho nó có, thì các bạn có các phần chi tiết này. Thứ nhất là các cái phào này người ta sau này người ta đắp người ta sẽ tách ra, giả sử như một phào đây, một phào đây. Đấy. Và một phào đây chẳng hạn. Đấy, nó sẽ ba phào như này. Sau đó ở đây một cái nữa là bốn cái đúng không? Có một cái phần máng ở trên này nữa. Sau đó thì các bạn đi một cái phần tổng thể ở đây thì người ta hiểu được rằng là cái phần phủ bì này của các bạn nó đang là bao nhiêu, cái phần bát phía trên này này là bao nhiêu. Các phần dưới các bạn cũng làm tương tự như vậy, thì các bạn cố gắng chia nó ra theo các cái phần phào riêng rẽ thì người ta sẽ hình dung và người ta sẽ làm rất là tốt, người ta nhìn bản vẽ người ta sẽ đáp được ngay theo cái phần này. Đó. Thì các bạn không cần quá phải tỉ mỉ là đim những phần này như thế nào, đường cong bao nhiêu. Bởi vì là khi mà có một chi tiết như thế này ấy, thì người ta không làm chuẩn chỉ được ngon lành hết cả như thế này đâu, trừ khi là bạn đắp. Thì khi trừ khi là bạn đi đặt một cái phần bát này. Thì cái này bây giờ thì người ta cũng có thể là người ta không đắp nữa mà người ta đặt luôn cái phần bát này để người ta lắp vào thôi. Thì khi mà đặt phần bát này rồi, các bạn có một cái phần vẽ như này ấy, thì người ta lấy luôn cái phần khuôn vẽ này này, người ta đưa vào một cái phần mềm, sau đó người ta tạo một cái khuôn, rồi nó người ta đặt cho các bạn một cái phần bát như này, rất là dễ dàng, bây giờ làm công việc rất là dễ. Đấy thì các cái phần này trích chi tiết này đưa vào. Đấy, về tỷ lệ này thì mình không nhắc đến nữa nhá. Tỷ lệ này thì bây giờ có thể các bạn, nếu các bạn thắc mắc thì mình nói qua này. Chúng ta chọn tỷ lệ xong, chọn các phần hình này xong thì chúng ta chọn cái phần tỷ lệ. Tỷ lệ thì do khung quyết định. Đó, các cái phần này là tỷ lệ 1:1 này, các phần này là hình vẽ của các bạn là đến 1:1 hết, đim đều ra cái kích thước 1:1 là kích thước thực tế. Khi mà chúng ta dùng cái khung bản vẽ này thì chúng ta scan từ cái 1:1 lên. Thì nếu mà scan đến 40 lần giả sử như thế thì nó sẽ mang tỷ lệ là 1:40. Đó, thì sau khi các bạn chọn được tỷ lệ 1:40 rồi thì các bạn sử dụng các cái phần dim text này phù hợp theo cái phần 1:40 đó. Thì cái phần text này cái phần dim này thì 1:40 thì ở trong cái khóa học của tỷ lệ của mình ấy thì mình đã có cách sử dụng là từ dim 1:1 mình dùng một cái lệnh là dim scale, cho đó mình tăng cái phần kích thước text này lên để cho nó phù hợp với 1:40. Các cái phần text tiêu đề này thì nó sẽ chạy theo, nó cứ gấp đôi cái text ghi chú này là được. Đó. Đấy thì chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi và chúng ta đưa lên, tất cả các tỷ lệ khác đều làm như vậy. Bây giờ đến các phần chi tiết khác.
Đến các phần chi tiết khác thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, giả sử như phần chi tiết này. Đúng không? Phần chi tiết này khi mà các bạn đã có một cái mặt đứng ngon lành như này rồi thì các bạn chỉ có trích ra và các bạn đi thêm nhiều kích thước vào để cho người ta hình dung được cái phần mà người ta có thể làm. Đây thì các cái phần này các bạn cũng thế, các bạn cứ đưa ra như này. Copy một phần chi tiết ở đây, đúng không? Sau đó dùng lệnh extreme rất là nhanh gọn. Đấy, tất nhiên là những cái phần này thì nếu mà không liên quan thì các bạn có thể xóa đi này. Đấy nhá. Chúng ta phải xóa chuẩn nhá. Đây thì các bạn có một cái phần như thế này rồi, xóa này đi. Hai thằng này nó là block thì dùng cái gì? Thằng này cũng là block luôn. Thì bây giờ block thì cũng có video cho các bạn rồi. Sử dụng lệnh Eclipse. Đó, chọn block này. À, tiếp tục. Yes. Rectangular. Đưa lên đây. Đấy, chúng ta lấy cái phần miếng này đúng không? Lấy phần miếng này. Đấy, để không hiển thị thì các bạn chọn theo biến. Eclipse Frame. Và các bạn chọn theo biến. Tiếp theo đến cái thằng bên này thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Cứ cách đến khi mà các bạn chọn được cái rectangle. Google. Đây. Mình làm lại nhá. Chọn này. Đấy. Cách. Đấy. Thì bây giờ mình chọn vào cái phần góc này. Mình đưa lên. Thì là mình có một cái phần cắt như này. Thằng này cũng tương tự như vậy. Xem nào. Đây. Chọn này. Đấy, cái này là mình thao tác 3 lần cho các bạn rồi. Nếu mà các bạn vẫn không theo dõi được thì xem lại video nhá. Đó, thì các bạn đang có một phần chi tiết như này. Chi tiết này thì nó liên quan đến một cái phần mặt bên nữa. Đấy là cái mặt mặt cắt của cái tòa này. Mặt cắt của tòa này thì bạn phải lấy đúng mặt cắt của nó. Cái mặt cắt này thì nó lại liên quan đến cái việc mà các bạn phải thể hiện mặt. Các bạn phải vẽ mặt cắt rồi thì bạn mới có. Thì nó đang nằm ở đây. Đây, giả sử như mặt cắt này. Đấy, thì nó đang nằm ở đây. Cái phần công trình này thì nó đã thi công rồi. Nhưng mà rất là đáng tiếc là nó lại không theo được một cái phần thiết kế cũ như này. Đây thì mặt cắt các bạn lấy đây nhá. Thì chúng ta cũng chỉ copy xuống như này thôi. Đấy, khi mà có mặt cắt sẵn. Thế là việc các bạn làm một cái chi tiết thì nó liên quan đến nhau như vậy. Đấy, nó liên quan đến nhau như vậy. Rất là nhiều thứ liên quan đến nhau, các bạn phải copy xuống như này. Thì các bạn phải có đủ, nhưng mà trong mặt mặt đứng thì các bạn đang phải trích chi tiết thêm các cái phần này ra để cho người ta hình dung rõ. Còn các cái phần này là mặt cắt thì các bạn phải thể hiện để người ta cũng nhìn được tốt hơn. Đúng không? Người ta làm như thế nào, thi công thằng này lên như thế nào. Đấy. Thì có nói qua về cái việc là cái thằng này nó thi công rồi nhưng mà nó không được cái mặt đứng nó không được ngon lành như thế này bởi vì là nó hiện hạn chế chiều cao. Khi mà các bạn bắt đầu làm thi công thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó có rất nhiều vấn đề xảy ra. À, từ thiết kế đến thi công nó là cả một vấn đề. Nếu mà nó được ngon lành, hợp lý ngay từ khi thiết kế mà các bạn đưa vào thi công thì rất là thích. Đó. Còn sau này thì khi chỉnh sửa thì chúng ta vẫn phải lựa theo các cái phần điều kiện thực tế để chúng ta chỉnh sửa thôi. Đó. Thì việc làm chi tiết các phần khác cũng tương tự như vậy. Như thằng này là mình đang có mà đứng chi tiết của các phần cột này. Đó. Cái phần này là phần mái này, đúng không? Phần này phần mái này, có mặt cắt này. Thì chúng ta sẽ đi mà thôi. Cái phần đi này thì khi mà làm một cái phần mặt cắt, làm một cái phần mặt cắt ở bên cái bản vẽ bên này này. Đó, thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Đó, chúng ta sẽ đi như thế nào. Đó, mình sẽ nói chi tiết hơn. Cái thằng này thì các bạn cứ nhớ các vị trí như thế này này, các bạn cấu tạo thành một cái phần chi tiết này. Đấy, tại giả sử những chi tiết này thì các bạn đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây để nó có hết các phần cấu kiện này riêng rẽ ra. Các phần này nếu mà là cần làm chi tiết nữa thì các bạn có thể phóng cái thằng này lên nữa. Đó. Thế bây giờ đến các cái phần đây thêm một phần ban công lan can nữa này. Đó, ban công lan can này thì các bạn cũng làm tương tự có mặt cắt. Thằng này thì về chi tiết ban công nhá. Thì nó lại tùy vào cái phương án xử lý của các bạn. Đây là thằng này dầm ngược này. Thì các bạn đây là muốn mong muốn là cái phần dưới này nó phẳng, nhìn nó ok. Chưa? Nhưng mà thông thường thì nhà của chúng ta bây giờ cũng ít khi làm cái dầm kiểu này lắm. Làm thẳng đây luôn, giật cấp xuống. Như vệ sinh giật 5 phân đó, sau đó thì chúng ta xây một cái phần tường này lên đó, thoát nước thì thoát ra đây hoặc là thoát theo đường ống kỹ thuật đó. Thì cái phần này nó liên quan đến chi tiết ban công rồi, đến cái phần chi tiết ban công mình sẽ nói với các bạn cả cái phần chi tiết lan can này nữa. Đấy, vẽ rất là rõ ràng nhá, phóng ra cái nào cần làm chi tiết thì chúng ta phải trích ra và chúng ta phóng lên để cái người mà người ta thi công người ta có thể hình dung được, nhìn thấy rõ ràng như này đó. Bây giờ đến cái phần chi tiết của cái phần hoa văn này thì làm như thế nào? Phần hoa văn này rất là khó nhá. Hoa văn này các bạn đưa ra một cái phần các bạn không cần phải làm tỉ mỉ quá đâu.
Bởi vì làm cái phần hoa văn này ấy, thì chúng ta chỉ đưa hình dáng thôi. Đây, hình dáng, mà nếu mà được thì các bạn có cả cái phần hình ảnh 3D cho người ta hình dung được. Đây hoa văn, chúng ta chỉ làm này thôi. Kích thước phủ bì này. Phủ bì này. Các vị trí cánh này. Vị trí tâm này. Đấy, thấy chưa? Vị trí tâm, vị trí cánh, nhìn này. Đấy nhá, mình zoom vào thằng màn hình này cho bạn xem nhá, mà đứng chính này. Và sau đó thì các bạn sử dụng một cái lưới. Lưới này mình đang sử dụng là lưới 50, bạn có thể sử dụng lưới 50, lưới 100 tùy thuộc vào cái phần hình nhá. Tùy thuộc vào cái phần hình của các bạn, nếu mà nó uốn cong phức tạp thì các bạn làm lưới nhỏ, còn nếu mà nó đơn giản thì các bạn có thể làm cái lưới nó to hơn. Đấy, thì các bạn chỉ cần đi một cái lưới như này. Đấy. Thì về phần mềm ấy thì người ta sẽ sử dụng CNC, sau này người ta cũng sử dụng một cái phần như này để người ta đưa vào được. Đấy. Nếu mà tốt hơn hết thì các bạn có một cái phần chiều dày đây nữa. Nhưng mà cái đấy cũng hơi là khó. Đấy, cho nên là các bạn chỉ đưa một cái phần chi tiết như thế này thôi. Và hình ảnh 3D hẳn hẳn phải có rồi. Hình ảnh 3D để mình xem có màn hình ở đây không để mình có thể đưa cho các bạn xem. Hình ảnh 3D. Hình ảnh 3D ở đây. Đây chính là cái phần nhà mà mình cũng có, các bạn có thể các bạn đã nhìn thấy nó rồi. Đấy. Thì đây hình ảnh 3D đây thì các bạn có thể zoom thằng này vào, các bạn gen lại cái phần này cho nó ngon lành cho người ta nhìn thấy. Đấy, thì một cái hình ảnh tổng thể như thế này thì người ta sẽ hình dung được là cái phần này làm như thế nào, đúng không? Các phần chi tiết như thế nào. Đấy, tất nhiên lan can này là mình đã thay một cái lan can mới rồi, nó không còn như cũ này nữa. Đó. Rất là nhiều thứ. Ta tiếp tục. Đấy, thì cái phần này làm như vậy rồi, các cái phần khác chi tiết cũng tương tự như vậy luôn. Riêng cái thằng làm này thì các bạn tương tự như vậy, các bạn lấy từ mặt đứng xuống sau đó các bạn làm. Đấy. Ở đây có thêm các phần chi tiết của cửa sổ. Thằng này là do khi mà lên cao rồi ấy, thằng cửa sổ này không còn cao lên đến đây nữa mà nó chỉ như thế này thôi. Đây. Thằng cửa sổ này do cái phần hạn chế này cho nên nó bị nhỏ như thế này. Đó ra mà đứng, cách xử lý của mặt đứng thôi. Đó. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu thêm với các bạn một cái cách mà chúng ta làm một cái phần chi tiết mặt đứng như thế nào để cho nó ok, đủ chi tiết, rồi cái cách mà các bạn sử dụng các cái phần hoa văn này như thế nào để cho chúng ta thể hiện được một cái phần như thế này. Đó, thì mình làm thêm một cái video này nó thuộc về cái phần mặt đứng để các bạn hình dung rõ hơn. Còn ở phần sau thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái phần mặt cắt. Mặt cắt thì mình mong muốn là xem nào, làm cái mặt cắt nào hay ho trước. Mặt cắt qua thang thì thích nhất đúng không? Mặt cắt không qua thang thì đơn giản rồi. Nó có cái vệ sinh rồi thôi. Đấy, thì chúng ta cứ bắt đầu từ cái đơn giản đi. Đấy, bắt đầu từ cái đơn giản, giả sử như là mặt cắt 7 này đi. Cái vị trí số 7 này đi. Chúng ta sẽ làm mặt cắt này. Không qua thang nhá. Chỉ qua vệ sinh thôi. Qua vệ sinh và qua phần cửa. Đó, một cắt này. Và mặt cắt này. Tiếp theo là cái đến cái phần mặt cắt này. Và mặt cắt này nữa. Đấy, cắt bên này, cắt bên kia đủ chỗ luôn. Thì quan trọng nhất là chúng ta vẽ mặt đứng triển khai. Trước tiên là chúng ta triển khai mặt cái phần mặt cắt này lên như thế nào, chúng ta bắt đầu từ cái gì để chúng ta triển khai được cái phần mặt cắt này. Và đến mặt cắt này thì chúng ta lại phải tính toán xem chúng ta triển khai thang này như thế nào. Đấy, quan trọng nhất là cái phần thang này hay triển khai như nào. Thằng bên này cũng thế. Mỗi cái có một hướng thang khác nhau đúng không? Đó thì chúng ta cái này rất là mất thời gian nhá. Các bạn sẽ khi mà các bạn theo, các bạn sẽ thấy và mình sẽ chia riêng ra càng thành các cái phần khác nhau. Giả sử như cái phần mặt cắt này có thể mình sẽ chia thành 3 phần để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Nếu mà các bạn bình thường thì chúng ta sẽ phải vẽ, nếu mà mình như mình bây giờ mình triển khai mà vẽ nhanh ấy thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 1 tiếng đấy. Có thể là chúng ta sẽ phải mất khoảng 1 tiếng để vẽ được cái mặt cắt này mà chưa trình bày gì cả. Đấy, cho nên là mình sẽ phải chia các cái phần ra, chia phần ra để các bạn có thể dễ dàng theo dõi hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.